Kính thưa các quý vị khán thính giả, đã 2-3 năm qua, bao nhiêu lần Bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá rằng đất nước ta chưa bao giờ có được tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Thế mà có một số người tự đắc, tự xem mình là giới trí thức, văn minh, đương đại, hội họp nhau bàn mưu tính kế để thay đổi. Quý vị nghĩ xem, con đường đang đi lên mà thay đổi thì chỉ có đi xuống hay đi xéo hay sập xuống mà thôi. Nhưng mà tại sao lại nhắm vào lịch sử và giáo dục? Lịch sử thì giảm dần công trạng của các anh hùng và đồng thời cũng nâng dần tô điểm, vẽ thêm công lao cho các tội đồ. Văn hóa thì ào ạt thi đua làm cho giống người ta, làm cho giống người ngoài, không thích là người mình nữa, bắt chước cho giống Tây, giống Mỹ. Thế thì từ hình thức đến nội dung ta sẽ không còn là ta nữa, mất hết bản sắc. Đó là chuyện thời sự. Rất buồn, rất bực, rất khó hiểu và rất lo âu. Chúng tôi không có chức vị gì đối với nhà nước, không có vị trí nào để gọi là đóng góp cho công cuộc bảo vệ con đường đang tốt, cho đừng bị gãy đổ. Nhưng đứng trước sự đời ngược ngạo, bất bình mà lên tiếng, vậy thôi. Hôm nay chúng tôi nói một góc cạnh về một trong những nhân vật đang tranh cãi. Cụ Phan Thanh Giảng, bài của bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh. Và bài có tựa là Cụ Đồ Chiểu có làm thơ khóc thương Phan Thanh Giảng hay không? Trước khi đi vào cái bài này thì chúng tôi xin đọc một cái phần tóm lược về nhân vật Phan Thanh Giảng. Và rồi chúng tôi sẽ trích một cái đoạn văn của một người cháu 6 đời của cụ Phan Thanh Giảng. À, nói về cụ Đồ Chiểu làm thơ khóc thương Phan Thanh Giảng, điều đó có thật hay không? Thì chúng tôi sẽ trình bày 2 đoạn văn đó trước khi đọc cái bài của bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh. Về con người Phan Thanh Giảng, sinh năm 1796, chết năm 1867. Về con người này thì tư liệu lịch sử rất nhiều, đặc biệt là thư tịch nằm trong các kho lưu trữ ở Pháp còn phong phú hơn trong các thư khố của nước ta, nước An Nam. Chúng tôi dựa vào cuốn Chân dung Phan Thanh Giảng của Nguyễn Duy Oanh, xuất bản năm 1974 ở Sài Gòn. Tủ sách Văn học sử, Bộ Văn hóa Giáo dục và Thanh niên Cộng hòa Việt Nam. Coi đó là tư liệu đáng tin cậy hơn cả. Có thể lược sử Phan Thanh Giảng như sau. Lúc 30 tuổi đó, thì ông là người lục tỉnh Nam Kỳ đầu tiên đỗ tiến sĩ làm đại quan hơn 40 năm. Trải 3 triều vua, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tử Đức. Ngược tới Gia Long đó, thì có thể coi 4 triều vua này là thời kỳ hưng vượng nhất của Vương triều Nguyễn. Một nhà nước phong kiến tập quyền độc lập cai quản một quốc gia thống nhất từ Bắc vào Nam. Trong điều kiện tương đối yên, nạn giặc ngoại xâm nhưng lòng người trong nước lắm nỗi bất bình, khắp nơi nổi lên chống lại triều đình trung ương. Trong tình thế ấy, Phan Thanh Giảng lại là người có công đầu với nước Pháp trong việc dối vua lừa dân, tích cực triệt tiêu tinh thần yêu nước và trổ nhiều mưu mẹo triệt hạ lực lượng kháng chiến của nhân dân ta. Ngay từ buổi đầu, ông ta đã đứng về phái chủ hòa, dẫn tới chủ hàng. Từ việc lược quyền vua, ký hàng ước nhục nhã năm 1862 để mất 3 tỉnh miền Đông. Đến khi được vua giao trọng trách trấn thủ 3 tỉnh miền Tây, thì ông ta lại thông đồng bắn tin cho giặc. Bản chức sẽ không ngăn cản sự xâm chiếm bằng một cuộc kháng cự mà chúng tôi hiểu là vô ích. Và nói hoạch toẹt ra là nếu quý quốc lấn tới, quả nhân không chống cự. Một mặt thì chỉ điểm cho giặc về những người yêu nước, một mặt thì dâng sớ về triều đình xin trị tội, thuyên chuyển khỏi nơi cư địa hoặc cách chức những chủ soái nghĩa quân như là Trần Văn Thành, Trịnh Quang Nghị, Võ Duy Dương, Trương Định, vân vân. Đến khi đoàn tàu thuyền nhà binh Pháp đậu kín trước thành Vĩnh Long, là một thành khá kiên cố, địa thế rất dễ phòng thủ, và tướng giặc cho người mang thơ nói toạc ra cái ý của họ là quyết định chiếm 3 tỉnh miền Tây Nam Kỳ vì lý do các quan quân triều đình ở đây ủng hộ phong trào chống Pháp. Phan ra lệnh không kháng cự và dẫn đám thuộc hạ xuống tàu trách yêu giặc là viện cớ nhỏ mọn mà làm tổn thương đại nghĩa, và ngọt nhạt đẩy đưa
Tôi có quyền giữ đất chứ không có quyền giao đất. Xin cho tôi hỏi lại ý kiến triều đình. Nhưng rồi lại vội viết công thư dụ hàng gửi quan chức ba tỉnh miền Tây. Chẳng những thế, ông ta còn lệnh cho thuộc hạ mở rộng cửa kho lương, kho bạc, giao hết cho giặc cái khoản gọi là bồi thường chiến phí, theo cái gọi là hòa ước mà chính bọn cướp nước đã xé toạc đi. Việc làm ấy của người đại diện quốc gia trong lúc vận nước đang nghiêng ngửa, có phải là phi đạo nghĩa chăng? Và trời đất nào có thể dung tha? Tức là vừa mất đất mà lại còn vừa mất tiền bạc theo nữa. Thế mà ngày 1 tháng 4 năm 2014, cái hội đồng trời ơi xét chọn danh nhân của tạp chí Xưa và Nay thuộc Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam liệt ông Phan Thanh Giảng vào danh sách những nhân vật làm rạng danh đất phương Nam với thành tích đóng góp to lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục, đặc biệt là những đóng góp quan trọng cho vùng đất Nam Bộ lúc bấy giờ. Nhưng mà thật ra là thực chất không có cái bằng chứng nào có thể đưa ra cái công trạng đó có thể đổi lại cái sự bán nước mà quý vị vừa nghe. Và như đã nói thì trước khi đọc cái bài của bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh đó thì chúng ta đọc qua cái câu của người cháu của cụ Phan Thanh Giảng nói như thế nào ở trong cái bài sách lịch sử họ Phan Thanh. Trong bài Điếu Văn, khi nghe Phan Thanh Giảng tuẫn tiết nhà thơ lớn nhất của miền Nam lúc bấy giờ là Nguyễn Đình Chiểu đã ca ngợi cụ với chín chữ trung hiếu thảo liêm chính chí công vô tư. Nhưng sự nghiệp của cụ thăng trầm như sóng gió. Đó là trích ngắn về cái một cái đoạn của trong cái bài Binh Vực của Phan, của người cháu của ông ta. Và bây giờ xin vào bài cụ Đồ Chiểu có làm thơ khóc thương Phan Thanh Giảng hay không. Trước hết xin trích một đoạn rất là nổi trong bài, đó là như thế này. Giữa hai con người đồng thời của đất Nam Kỳ là Trần Văn Dầu và Võ Văn Kiệt, nên tin ai khi mỗi người nhìn Phan Nhân một cách khác? Trong lúc cả xã hội đang rất lo lắng bởi lớp trẻ thờ ơ với môn sử học mà lại có những ông thầy bảo chúng cúi đầu tạ ơn một viên đại quan hèn bạc nhược trốn tránh trách nhiệm quốc gia trước lũ giặc mới hùng hổ như cọp beo, xảo quyệt như lang sói đang lao súng mài dao trước ngõ, thì lớp trẻ biết noi gương tấm gương nào để bảo vệ nước non này? Đó là câu hỏi. Xin nhắc lại là trong cái bài mà của cái cô Phan Khanh là cháu 6 đời của ông Phan Thanh Giảng thì có nói là cuốn lịch sử dòng Phan Thanh minh chứng rằng trước đó năm 2004 thì ông Võ Văn Kiệt tên thật là Phan Văn Hòa thuộc dòng dõi Phan Thanh Giảng đây cho người trùng tu mộ của cụ Phan Thanh Giảng ở Bến Tre và lập đền thờ cụ cạnh mộ ở ấp Thạnh Nghĩa, xã Bảo Thạnh, huyện Ba Tri, tỉnh Vĩnh Long. Nơi đây năm 2008 có tượng toàn thân bằng đồng của cụ được dời từ công viên An Hội, tỉnh Bến Tre. Tượng này là tượng bị vứt vào vùng sình lầy năm 1975, được một số cây viết của tạp chí Xưa và Nay năm 1993 vớt lên đem về trùng tu và thờ. Thì đấy, như xin nhắc lại là dòng họ của người ta nhận rằng ông Võ Văn Kiệt là tên thật là Phan Văn Hòa, là thuộc dòng dõi của Phan Thanh. Và bài của bác sĩ Phan Văn Thịnh trên một Facebook ngày 22 tháng Giêng năm 2015 có bài viết viết về Phan Thanh Giản dưới bút danh Nguyễn Anh Văn. Viết rằng có một số anh hùng bàn phím không rõ ghen ăn tức ở với ai vì lẽ gì mà đăng đàn chửi bới nói rằng các nhà sử học đổi trắng thay đen nhằm viết lại lịch sử đóng mặt. Xin thưa, chuyện Phan Đại Thần cách nay 150 năm rồi. Nước mất thì dân ta đã lấy lại được, người chết chẳng thể sống lại, hại ai, cuộc sống bề bộn không thiếu gì nỗi buồn lo mới, sức đâu mà nghĩ điều ân oán của chung thiên hạ. Nhưng với lịch sử còn rành rành ra đấy, trên những trang giấy chưa mờ, trên những lời răn dạy truyền qua mấy thế hệ còn nghe từng hơi thở, những con người ai dũng ai hèn, những sự kiện đớn đau uất hận mà tiền nhân ta phải chịu. Khoảng cách giữa quá khứ và hiện tại cho phép ta có đủ độ chín, đủ tầm nhìn để cần lên án ai và tha thứ cho ai, thậm chí cần quên đi những điều nhỏ nhặt.
Cuộc đời 74 năm của cụ Phan không phải là xấu hết, nhưng với một con người đến lúc các quan nhận định là đời đã có thể nói câu kết cuối cùng, Phan Nhân là bậc chí sĩ, là quan đại thần trọng yếu nắm chính sự quốc gia. Người xưa nói, quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách, nước loạn mới biết tôi trung. Người dân nhìn ông là bậc chí sĩ, có trách nhiệm cao trước đấng quân vương, trước thần dân trăm họ, nhìn ông là trụ cột triều đình, đã làm được gì lúc quốc gia vong biến? Chính sử của nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đánh giá Công Minh là để mất nước, các vua nhà Nguyễn là chính phạm. Các triều thần trong đó có Phan là đồng phạm. Riêng trong sự kiện để Lục Tỉnh Nam Kỳ lọt vào tay giặc thì Phan là chính phạm. Chữ ký của Phan Lâm với tên quan pháp Bona vào năm 1862 dân ba tỉnh Biên Hòa, Gia Định, Định Tường và đảo Côn Lôn và bức công thư dụ hàng của Phan Khâm Sai năm 1867 để cho ba tỉnh Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên lọt vào tay tướng Pháp De La Grandière còn lưu trong thư khố. Ông bạn tên Văn cũng thừa nhận rằng Phan Thanh Giản có phần trách nhiệm trong việc để mất 6 tỉnh Nam Kỳ và Phan Thanh Giản phải lãnh trọng trách liên quan tới vận nước mà ông đã không làm tròn. Vậy thì hậu thế nên thông cảm và hãy thương ông để ông thảnh thơi yên giấc chứ. Chứ sao lại dựng ông dậy, đưa ông ngồi vào đền thờ các bậc thánh sư thì ông đâu có dám nói gì. Và còn dám nhìn ai khi dựng tượng ông đứng nghênh ngang trên mảnh đất thấm đẫm máu xương của bao nhiêu thế hệ, bởi chính ông đã không làm tròn trọng trách trước thiên tử, trước muôn dân. Thế mới nên chuyện để đời soi mói, càng làm khổ người đã khuất. Giữa hai người con đồng thời của đất Nam Kỳ là Trần Văn Dầu và Võ Văn Kiệt, nên tin ai khi mỗi người nhìn Phan Nhân một cách khác. Đây là ảnh của giáo sư Trần Văn Dầu và ảnh của cựu thủ tướng Võ Văn Kiệt. Trong lúc mà cả xã hội đang rất lo lắng bởi lớp trẻ thờ ơ với môn sử học, mà lại có những ông thầy bảo chúng cúi đầu tạ ơn một viên đại quan hèn bạc nhược, trốn trách nhiệm với quốc gia trước lũ giặc mới hùng hổ như cọp beo xảo quyệt như lan sói, đang lao súng mài dao trước ngõ, thì lớp trẻ biết noi tấm gương nào để bảo vệ nước non này. Cái chết của ông Phan Thanh Giản không thể coi là tử tiết, mặc dù ông nói rất là hùng hồn. Mở mặt, lá cờ ba sắc không thể phấp phới bay trên một thành lũy mà nơi ấy Phan Thanh Giản còn sống. Vì Phan Thanh Giản không đội trời chung được với giặc Phú Lan Sa, đúng không? Thực ra, ông Phan đã không như Hoàng Diệu treo cổ chết ngay trong thành Hà Nội, như Nguyễn Tri Phương không chịu cứu trị vết thương, nhịn ăn quyết chết theo thành, như Võ Duy Ninh tự thương chết ngay trước thành Gia Định. Trái lại, ông Phan thủng thẳng ra sống tại một ngôi nhà tranh ở ngoại thành Vĩnh Long, tỉnh táo sắp xếp mọi việc chu đáo. Ông gửi một lá sớ lên vua Tự Đức xin xóa tội. Ông gửi một bức thư dài cho La Grandière là hết lời ca ngợi tình thân ái giữa các dân tộc bên hai bờ đại dương, ca ngợi hải quân trung tướng Bona với những võ công hiển hách chinh phục xứ này, là người đồng chung một ý tưởng từ lâu về vấn đề lấy xứ Nam Kỳ làm thực dân địa, và rất tiếc là người đã ra đi trước. Bây giờ tử thần sẽ cho hai ta gặp mặt trong sự vĩnh cửu, sẽ sung sướng vô biên giới và tình huynh đệ không thể tan rã được. Đó là những cái lời của ông Phan. Rồi ông ca ngợi đệ đốc Rigon de Genouilly là có tầm nhìn xa, biết chiếm lấy Sài Gòn để xây dựng thành trung tâm bền bỉ lâu dài. Rồi ông còn ca ngợi đệ đốc La Grandière là người tạo lập ra thuộc địa Nam Kỳ. Toàn là những từ hoa mỹ để trọng ân tình thắm thiết đối với quân Pháp. Trong khi đó thì vị quan đồng liêu là Phạm Phú Thứ khi nói đến lũ giặc mắt xanh mũi lõ lúc nào cũng dùng những hình dung từ miệt thị như là heo lớn, rắn dài, xài lang. Còn trong lúc đó thì ông Phan lại bày lòng ra là đã dành dụm được mấy ngàn quan và ngỏ lòng giao cho các quan Tây đưa mấy đứa cháu lên Sài Gòn học thành tài, tức là ông gửi mấy đứa con ông đó. Ông cũng không quên ghi mấy câu triệu ghi trên minh tinh, tức là miếng lụa dài ghi tên họ, chức hàm của người chết đó.
gọi là minh tinh, căn dặn con cháu thực hiện khi phát tang. Nghe ngóng động tĩnh từ triều đình vẫn bặc tin, ông thất vọng biết rằng tội kia không thoát chết. Mở gần một tháng sau khi ông phát thư dụ hàng thì ông tuyệt cốc, tức là nhịn ăn nửa tháng không chết. Ông uống á phiện pha với giấm thanh. Trong thời gian ấy, nhiều quan lại cả Tây và ta đến thăm, cho thuốc ông một mực từ chối. Theo thơ tường trình của thiếu tá An Sạc gửi lên tổng tham mưu trưởng kể về những giờ cuối đời của ông quan này là như thế này. Tức là đây là lời của cái ông thiếu tá An Sạc viết là lúc các ông quan Nam Triều còn lại ở Vĩnh Long thì ông đã khăng khăng từ chối mọi thứ thuốc men. Chúng tôi đã phải gần như ép ông mà và lợi dụng một trong những lúc ông ngất đi mới khiến ông nuốt được một chút giải độc. Nhưng ngay khi ông được biết là các quan đã bỏ đi, các quan Nam Triều đã bỏ đi và chỉ còn có một mình ông với chúng tôi đây là quân Pháp đó, tức là mấy sĩ quan Pháp đó, thì ông đã thuận mọi điều lại hỏi liệu có cứu được tôi không? Than ôi khi đó đã quá muộn rồi. Đó là lời ông thiếu tá Asad kể lại với tổng tham mưu trưởng. Đây những lời này trích trong sách Nguyễn Duy Oanh, Chân dung Phan Thanh Giản, Sài Gòn, Tủ sách Sử học, Bộ Văn hóa Giáo dục và Thanh niên, Cộng hòa Việt Nam 1974. Rồi, cụ Đồ Chiểu, sinh năm 1822, chết năm 1888. Ông mù mà có con mắt sáng, nhìn rõ tâm can của ông bạn già Phan Thanh Giản này mới hạ lời tiễn biệt. An đắc thung dung tựu nghĩa thần, tức là sao có thể thung dung thành thần được. Thì ra quan lớn khéo tu nên đã thành tinh, chẳng những lừa được thiên hạ đương thời lại lừa được hậu thế hàng trăm năm nữa. Trong lịch sử Việt Nam chưa có viên đại quan nào làm những việc bất minh trước trời đất quỷ thần mà còn để lại bao nhiêu điều rối ren cho hậu thế. Ông bạn tên Văn lý sự rằng khoan bàn đến việc các nhà sử học có tắc trách hay cố ý viết lại lịch sử hay không thì không gì bằng hãy lắng nghe ý kiến của một con người cùng thời với Phan Thanh Giản là Nguyễn Đình Chiểu, được xem là ngọn cờ đầu của công cuộc kháng chiến chống Pháp ở Nam Bộ thời bấy giờ, đã khóc thương khi hay tin Phan Thanh Giản mất. Nhà thơ mù đất Bến Tre bằng ngòi bút đâm mấy thằng gan bút chẳng tà, luôn có con mắt sáng khi nhìn sự việc. Ông đánh giá sự hy sinh của nghĩa binh Cần Giuộc, đánh đồn cũng như khi ông làm hai bài thơ điếu Phan Thanh Giản với lời lẽ thấm thiết, thương cảm lắm. Thì từ năm 2009, nhà nghiên cứu sử tên là Dương Trung Quốc, cái ông này rất là nổi tiếng, quý vị đều biết hết mà. Và nhà văn Hoàng Lại Giang cũng nói y như ông bạn vậy. Chả hiểu mấy ông có biết bào đệ của nhà thơ cũng là một nghĩa binh trong đội quân của Bình Tây Đại Nguyên Soái và đã vị quốc vong thân cùng chủ tướng. Thì sao cụ Đồ lại có thể thương khóc người đã chỉ chọc cho giặc cắt đôi khúc ruột của mình? Vả lại đọc thơ cổ Xuân Thu không thể như đọc thơ con cóc. Tuần báo Văn nghệ thành phố Hồ Chí Minh tháng 3 năm 2009 có liền mấy bài của các vị hiếu nho chỉ bảo rõ những câu thơ ý tại ngôn ngoại, tưởng khen mà là chê, tưởng thương mà là hận, tưởng bi mà là hài, đặc biệt trên số 55. Thứ năm ngày 26 tháng 3 năm 2009, nhà giáo Phạm Thị Hảo, giảng viên môn văn học cổ Trung Quốc tại Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh đã có bài viết về Phan Thanh Giản, nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu đã dùng bút pháp Xuân Thu giảng giải rành mạch ý tứ thâm sâu của cách đối thơ Hán Nôm là như thế nào. Tôi sưu tra đưa ra toàn văn bài viết đó, các bạn đọc xem sẽ rõ, đồng thời cũng là dịp thắp nén hương tưởng nhớ một nhà giáo lão thành, khiêm nhường và tâm huyết, bởi bà đã từ biệt thế giới này hơn một năm nay, giữa lúc chúng ta đang rất cần những người am hiểu văn tự Hán Nôm. Thế thì bà Phạm Thị Hảo viết như thế nào? Trong lý luận văn nghệ, cổ đại Trung Quốc có thuật ngữ bút pháp Xuân Thu, tức là văn chương viết theo lối của Khổng Tử trong bộ kinh Xuân Thu, hàm súc, ngắn gọn, dùng chữ nghĩa thâm thúy, thể hiện sự khen chê, gọi là bao biếm đối với một nhân vật hoặc một sự kiện nào đó. Nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu đã chủ trương dùng bút pháp Xuân Thu trong sáng tác của mình.
học theo ngoài bút Chí Công, trong thơ có ngụ tấm lòng Xuân Thu, trong cái thơ Lục Vân Tiên. Và ông đã vận dụng nhất quán tinh thần đó trong các tác phẩm tiêu biểu. Chỉ tìm hiểu hai bài thơ của ông Điếu Phan Thanh Giảng có thể thấy điểm này thể hiện rất là rõ ràng. Bài thứ nhất, ông Nguyễn Đình Chiểu viết bằng chữ Hán. Lịch sĩ tam triều độc khiết thân, phi công thùy tán, nhất phương dân long hồ uổng phụ, thư sinh lão phụng các không vi học sĩ thần, binh tiếp tần lao sinh phú bạch, tận trung hà hận tử trương tuần, hữu thiên lục tỉnh tồn vong sự, nan đắc thung dung tự nghĩa thần. Hai câu thơ đầu là lời chân thành mến phục, là có nghĩa là làm quan trải ba triều ông vẫn riêng mình giữ được tấm thân trong sạch, không có ông thì ai là người che chở cho cả một phương dân chúng, là nhà thơ đích thực luôn ưu thời mẫn thế, yêu nước thương dân. Tất nhiên Nguyễn Đình Chiểu tán thưởng và kính phục đạo đức công lao của Phan Thanh Giảng. Sức nặng của chữ nghĩa là lịch sĩ độc khiết thân, phi công thùy tản cho thấy một sự đánh giá cao và chân thành. Bút pháp Xuân Thu bắt đầu phát huy tác dụng ở hai câu thứ ba và thứ tư. Lặp lại là long hồ uổng phụ thư sinh lão, phụng cát không vi học sĩ thần. Ở Long Hồ, nơi quê hương ông đã uổng phụ cái chí làm người học trò già. Nơi phụng cát, tức là chốn làm quan đó, ông đã làm một cách hảo người bề tôi học sĩ. Hai cụm từ uổng phụ là phụ bỏ uổng phí, và không vi là làm một cách vô ích, làm hảo chẳng tích sự gì, là sự phiền trách xót tiếc nặng nề biết bao. Đấy. Phan Thanh Giảng từng tự xưng là thư sinh lão, là người học trò già lương thiện khiêm nhường, nhưng với việc làm của ông dân đất dân thành cho giặc, chứng tỏ ông đã uổng phụ cái chí thanh cao đó. Việc làm của ông đã phủ định tài năng học sĩ thần của ông. Nhắc lại câu nãy giờ phê bình câu thứ ba thứ tư, long hồ uổng phụ thư sinh lão, phụng cát không vi học sĩ thần. Đến câu thứ năm thứ sáu thì càng uẩn ảo hơn. Binh tiết tần lao sinh phú bạch, tận trung hà hạnh tử trương tuần. Bút pháp Xuân Thu cho thấy ở đây hai tầng ý nghĩa. Mới đọc có thể hiểu là sự đánh giá rất là cao. Nghĩa đen là cầm cờ tiết đi sứ nhiều phen vất vả, sống như phú bạch, tận lòng trung còn gì phải hận, chết như trương tuần. Nhưng người đọc nào có hiểu biết về hai nhân vật phú bạch đời Tống và trương tuần đời Đường sẽ thấy đây là một sự so sánh phản diện, hàm ý mỉa mai. Phú bạch là người đời Tống Nhân Tông, vân mệnh đi sứ khiết đan, đã lao tâm khổ tứ hết lòng thuyết phục địch, cuối cùng đem về thắng lợi cho đất nước. Còn Trương Tuần là người đời Đường, đã dũng cảm chống giặc, giữ thành, bị giặc bắt, đánh đập tàn tệ, vẫn kiên trinh và tử tiết trong tay giặc. Sẽ không thể tin rằng một người yêu nước đang đứng trong hàng ngũ nghĩa quân để chống giặc như Nguyễn Đình Chiểu lại có thể ví Phan Thanh Giảng với hai nghĩa sĩ ngoan cường nổi danh này được. Phan đâu có gian lao vất vả và đòi được đất về cho nhân dân, cho nước như Phú Bạch đâu. Phan đã đầu hàng dễ dàng hết đợt 1 đến đợt 2, Phan đâu có kiên trinh tử tiết trong tay quân giặc như là Trương Tuần, mà tự hủy thân mình vì thất vọng, vì xấu hổ, lúc gần chết lại còn lo sợ, hỏi ông Cố Đạo bên cạnh là liệu thuốc giải độc có cứu được tôi không. Bút pháp Xuân Thu khiến người đọc lại tự suy mà thấy ý, từ hàm nghĩa từ ngữ và kết cấu văn pháp, từ đặc điểm ý tại ngôn ngoại của thơ ca văn ngôn, từ sự kết hợp với nhận thức tư tưởng của tác giả và thực tế hành vi của nhân vật mới có thể hiểu tầng sâu của ý nghĩa như sau. Cầm cờ tiết đi sứ mà nhiều phen vất vả thì ông sẽ giống như phú bạch. Hết lòng trung với vua với nước thì có gì phải hận, ông sẽ chết như Trương Tuần. Đó, hai câu thơ tưởng là ca ngợi mà lại trách cứ sâu xa biết bao nhiêu.
Đến câu thứ bảy, hữu thiên lục tỉnh tồn vong sự. Người đọc có thể hiểu hai cách, là có trời thấu hiểu cho ông về chuyện mất còn của sáu tỉnh, có trời phán xét ông về chuyện mất còn của sáu tỉnh, và sẽ chọn được cách hiểu đúng nhất nếu gắn liền với câu tiếp theo sau là nan đắc thung dung tự nghĩa thần, khó mà có thể thung dung làm vị thần tự nghĩa được. Hoặc là an đắc thung dung tự nghĩa thần, là sao có thể thung dung làm vị thần tự nghĩa được. À, vậy là cái ý phê phán thật là rõ ràng rồi. Có trời phán xét chuyện mất sáu tỉnh mà ông đã gây nên. Ông khó mà có thể thung dung thành vị thần tự nghĩa được. Câu cuối này khẳng định thái độ của Nguyễn Đình Chiểu. Và cả bài thơ là sự thông cảm, nhưng phê phán và xót tiếc cho lỗi lầm của người quá cố. Bài điếu thứ hai là bài thơ Nôm. Đọc như sau: non nước tan tành hệ bởi đâu, dầu dầu mấy bạc cõi ngao châu, ba triều công cán đôi hàng sớ, sáu tỉnh cương thường một gánh thâu, trạm bắc ngày chiều tinh điệp vắng, thành nam đêm quạnh tiếng quyên sầu, minh tinh chính chữ lòng son tạc, trời đất từ nay mặc gió thu. Bài này cũng được bút pháp Xuân Thu thể hiện hai tầng ý nghĩa. Hai câu đầu là một nỗi đau buồn, buồn cho đất nước bị giặc tàn phá tan tành. Nơi Ngao Châu quê hương cụ Phan giờ đây mây buồn che phủ, thương tiếc người đã chết chăng? Đó là nghĩa nông. Tầng nghĩa sâu cho thấy cụm từ hệ bởi đâu không chỉ là nỗi đau mà là nỗi hận nữa. Đất nước tan tành như thế, căn nguyên nào? Bởi vì ai? Thực tế ai cũng hiểu, đối tượng hậu trách là quân giặc, là Phan Thanh Giản và cả triều đình Huế. Câu 2 lại chỉ nói đến Ngao Châu là quê của Phan, và suốt cả bài thơ cũng chỉ nói đến Phan. Vậy thì có thể hiểu như sau: mây trắng đau buồn phủ khắp cõi Ngao Châu, cả vùng Ngao Châu đau buồn vì người con của quê hương vốn được mến mộ mà nay lại đắc tội với dân nước, gây nên nông nổi. Cả câu 3 và câu 4 cũng có tầng nghĩa nông, là ca tụng ba triều công cán đôi hàng sớ, sáu tỉnh cương thường một gánh thâu. Nhưng đọc kỹ hai cụm từ đôi hàng sớ và một gánh thâu thì lại thấy ý nghĩa ngược lại. Một vị đại thần đầy tài năng mà suốt ba triều vua rốt cục chỉ có đôi hàng sớ thôi ư? Phải chăng đây là đôi hàng sớ cuối cùng Phan nhận tội với triều đình? Và như vậy thì ba triều công cán của ông quan này chẳng còn gì đáng kể. Đến câu sau thì cụm từ một gánh thâu có sức nặng ngàn cân để phủ định cụm từ sáu tỉnh cương thường. Vì chữ thâu có nghĩa là thua, là mất, là thất bại, ngược lại với chữ doanh là được, là thắng. Vậy là đạo đức cương thường của cụ Phan từng nổi tiếng sáu tỉnh, nay chỉ còn là một gánh thua, một sự thất bại nặng nề mà thôi, chao ôi, đau xót lắm thay mà cũng đáng trách thay. Tiếp tới hai câu 5-6, trạm bắc ngày chiều tin điệp vắng, thành nam đêm quạnh tiếng quyên sầu. Hai câu này cực tả tình cảnh đáng thương của Phan. Trước lúc qua đời, tài liệu cho biết sau khi nộp thành dân đất cho Tây, Phan Thanh Giản gói mũ áo phẩm hàm kèm theo sớ tạ tội gửi về triều bằng tàu tốc hành, tức là tàu Pháp, rồi khắc khoải chờ đợi, chắc còn hy vọng sẽ được tha tội như lần trước, sẽ lại được phục chức, trọng dụng. Xong, mỏi mòn chờ mãi, chờ nửa tháng trời, tin điệp vẫn chẳng thấy đâu, lo lắng rồi thất vọng, rồi tuyệt vọng, biết chắc bị bỏ rơi rồi, cuối cùng tự tìm đến cái chết vào lúc nửa đêm, giờ Tí, ngày 5 tháng 7 năm Đinh Mão, tức là 4 tháng 8 1867. Nguyễn Đình Chiểu đã thấu hiểu, thông cảm với tình cảnh đáng thương này. Hai câu thơ càng khẳng định rằng cụ Đồ không thể so sánh cụ Phan với Phú Bật và Trương Tuần được. Hai câu cuối cùng vừa chua chát vừa đau buồn trong ẩn ý của chúng: minh tinh chính chữ lòng son tạc, trời đất từ nay mặc gió thu. Bốn chữ minh tinh chính chữ đã được các nhà nghiên cứu phân tích là cụ Đồ Uyên Thâm cố ý dùng chính chữ thay vì 11 chữ như trong di chúc của Phan để lại, để chữ cửu
ứng với chữ quỷ chứ không phải là chữ linh. Phan Thanh Giản dặn con cháu ghi tên trên minh tinh của mình 11 chữ. Đại Nam Hải Nhai Lão Thư Sinh Tính Phan Chi Cửu, quan tài của người học trò già họ Phan nơi góc biển nước Nam. Cụ đồ dùng 9 chữ thì sẽ như sau: Hải Nhai Lão Thư Sinh Tính Phan Chi Cửu, quan tài của người học trò già họ Phan nơi góc biển. Và theo phép đề minh tinh thì 9 chữ thì chữ cửu sẽ ứng với chữ quỷ, còn nếu 11 chữ thì chữ cửu sẽ ứng với chữ linh. Như vậy cụ đồ xem như cụ Phan chết đi chỉ thành ma chứ không thể thành thần được. Điều này những người có tấm lòng son với nước với dân, cả cụ Phan, cả cụ đồ, cả mọi người dân đều ghi nhớ mãi không quên. Đó là một bài học. Đến câu chót: Trời đất từ nay mặc gió thu. Hai chữ gió thu ở đây rất là quan trọng. Có người hiểu là gió lành, gió mát, và giải nghĩa cả câu theo kiểu gọt chân cho vừa dày, tức rất là khiên cưỡng và tối nghĩa. Tôi tra trong Hán ngữ Đại Từ Điển nhà xuất bản Thượng Hải năm 2004 thì thấy rành rọt: thu phong là gió từ phương Tây thổi lại, là gió Tây, nghĩa thứ 11, và mục từ điều thu phong. Cũng như nhiều nhà nho khác, dù làm văn thơ nôm, cụ đồ cũng thường dùng xen vài từ Hán, vì tiếng Việt đã đồng hóa nhiều từ tiếng Hán, rất nhiều từ đã được Việt hóa rất tự nhiên. Ngay trong bài thơ này cũng có đến mười mấy từ Hán như vậy. Vậy thì có thể hiểu câu thơ là lời than đau xót. Đất nước từ nay mặc gió Tây tung hoành vùi dập, sáu tỉnh phương Nam từ nay mặc sức giặc Tây giày xéo. Ngoài hai bài điếu thì Nguyễn Đình Chiểu còn tỏ thái độ với Phan Thanh Giản qua hai câu thơ trong bài văn tế nghĩa sĩ trận vong lục tỉnh như thế này: Phải trời cho cán quyền phá lỗ, trương tướng quân còn cuộc nghĩa bình, còn cuộc nghĩa binh, ít người đặng xem tấm bảng, phong thần Phan học sĩ hết lòng mưu quốc. Câu trên thì ca ngợi tướng quân Trương Định và đau lòng trước sự hy sinh của ông, trước sự thất thế của nghĩa quân. Câu dưới là nói về Phan Thanh Giản. Nhiều người chỉ chú ý mấy chữ sau mà không quán xuyến toàn câu gồm mấy chữ đầu: ít người được xem tấm bảng phong thần. Bảng phong thần gì vậy? Bảng phong thần Phan học sĩ hết lòng mưu quốc. Lối viết văn chữ nôm xưa không có các loại dấu. Nếu ngày nay viết thì sẽ có hai ngoặc kép cho hai cụm từ Phan học sĩ hết lòng mưu quốc đóng trong ngoặc kép. Và cụm từ này là định ngữ của bảng phong thần. Đó là lối phân tích ngữ pháp hiện đại. Thời cụ đồ chưa có những thuật ngữ đó, song ai cũng hiểu các cụm từ như là bản phong thần vĩ quan hết lòng cứu dân, bản phong thần người vợ một lòng thủ tiết, bản phong thần vị tướng dũng cảm trừ giặc, và ở đây là bản phong thần Phan học sĩ hết lòng mưu quốc. Nối liền 10 chữ, bút pháp Xuân Thu rất kiệm lời, nhưng cả câu ít người đặng xem tấm bản phong thần, mở ngoặc Phan học sĩ hết lòng mưu quốc đóng ngoặc này. Vì sao? Vì làm gì mà có? Lúc này Phan học sĩ là người có lỗi, bị triều đình nghị tội, bị vua khiển trách, có được phong thần gì đâu mà có bản để xem. Đến đời mấy ông vua Bù Nhìn, Đồng Khánh, Khải Định, Bảo Đại mới có. Như thế thì thái độ Nguyễn Đình Chiểu có tán thưởng Phan Thanh Giản hay không? Cứ ngẫm nghĩ kỹ sẽ rõ. Nguyễn Đình Chiểu là nhà thơ, có ý thức về sứ mệnh của văn chương. Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẩm, đâm mấy thằng gian bút chẳng tà. Bút pháp Xuân Thu có tác dụng khiến người ngây phấn khích, khiến kẻ gian run sợ. Nên ông rất chú trọng và vận dụng vào văn chương, rất đắc địa, rất cao tay, chứng tỏ cái tài với cái tâm của ông đều đáng nêu gương thiên cổ. Xin hết. Và xin cảm ơn quý vị đã lắng tai nghe, và hẹn lần sau. Cảm ơn quý vị.